Đây là ba cút tế mà Diệu tự trộn gia vị thuốc bắc. Để những bạn không có ở Malaysia thì có thể tự mua về trộn rồi nấu. Còn những bạn ở Mã thì vào những cái siêu thị lớn nhỏ đều có bán. Các bạn chọn một loại ba cút tế mà mình thích nha. Cách làm thì y chang như vậy. Diệu bị cảm mấy ngày nay rồi cho nên là cái tiếng nó hơi khó nghe. Các bạn thông cảm giùm nha. Ở Mã thì có thể mua cái loại này hoặc là A1. Bên trong thì nó sẽ có 3 túi như này. Một lần thì các bạn nấu hết luôn nha. Mình sẽ bỏ cái túi này qua một bên và đi trộn cái thuốc bắc để mà nấu. Nấu ba cút tế thì Diệu có 17 loại gia vị. Những loại gia vị này các bạn vào tiệm thuốc bắc hoặc là lên mạng tìm mua nha. Cần 2 g tiêu trắng, 2 g hoa tiêu còn gọi là hạt tiêu tứ xuyên, 2 g hạt thì là nhỏ, 2 g hạt ngò, 2 g hạt thì là lớn. Có người còn kêu hạt lúa để mà phân biệt với cái hạt thì là nhỏ, để chung là nhìn khác liền ha. 2 g đinh hương, 2 g quế, 2 g hoa hồi còn gọi là đại hồi, 5 g cam thảo, 5 g đảng sâm. Nguyên liệu cụ thể Diệu sẽ ghi ở cuối video nha. 5 g đương quy, chằng bì 5 g và 5 g thục địa, 2 g ghễ nhân sâm, 10 g kỷ tử, xuyên khung 8 g, ngọc trúc là 20 g. Các bạn mua mỗi loại 100 g là nấu được khoảng 10 lần. Chắc ăn cả năm mới hết á. Tất cả gia vị này á, muốn xay nhuyễn á, thì trừ cái ngọc trúc và đương quy thì mình sẽ rang sơ lên trên chảo rồi xay nha. Còn Diệu á, thì không có xay, cho vào trong 2 túi á, rồi mình buộc lại. Gia vị thuốc bắc trên á, Diệu sẽ nấu được 1,5 kg. Diệu có 500 g thịt ba rọi, 1 kg thịt xương. Video này thì bao tử và lòng heo gì không có cho. Các bạn muốn để thì cho vào nha. Thịt và xương rửa muối và nước nhiều lần cho nó sạch. Bắt một nồi nước cho thịt và xương vào. Rồi mình đem trụng bỏ nước dơ đi. Nước sôi lấy ra và rửa lại vài lần với nước sạch. Cho thịt và xương đã trụng vào trong nồi rồi Diệu thêm 4 củ tỏi. Nhưng mà ở nhà hết tỏi tươi rồi, chỉ còn có 1,5 củ ha. Cho nên là Diệu cho thêm cái tỏi sấy vào. Có tỏi tươi thì dùng 4 củ nha. Và 2 túi thuốc bắc Diệu có rửa qua nước rồi. Đổ vào 2 lít nước lạnh và Diệu nêm gia vị vào đây luôn nha. 4 muỗng canh xì dầu, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước màu kho cá. Mở lửa lớn, nước sôi thì mình đậy nắp lại và nấu lửa nhỏ 35 phút. Sau 35 phút dùng cây nĩa mình xăm cho cái miếng thịt nó mềm thì tắt lửa. Còn nếu chưa mềm thì các bạn nấu thêm 10 đến 15 phút nữa nha. Nêm nếm lại và vớt bỏ tỏi rồi mình tắt lửa. Diệu có nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối nữa. Nấu kèm thì mình có đậu hũ chiên, nấm kim châm và gao. Thịt ba rọi lấy ra cắt miếng vừa ăn. Ăn bao nhiêu Diệu sẽ múc ra một nồi riêng. Phần thịt còn lại Diệu sẽ nấu ba cút tế khô nha. Các bạn nhớ đón xem ở video sau. Rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu hũ, xương, thịt lên trên. Nấu lửa lớn, nước súp sôi thì cho thêm nấm và gao lên trên. Rồi mình sẽ tắt lửa. Bạn nào mà thích cái vị tiêu trắng thì mình gắt thêm lên nha. Chấm ngon nhất là xì dầu tỏi ớt nha các bạn. Nếu thiếu đi cái nước chấm này á thì giống như là cái thiếu mất cái linh hồn của ba cút tế vậy đó. Miếng thịt sườn mềm vừa tới á, và đặc biệt cái nước canh thuốc bắc này á, thơm ơi là thơm luôn. Các bạn chan với cơm ha, ngon lắm luôn. Chấm với bánh dầu cháo quẩy á thì khỏi chê. Video sau á, Diệu sẽ làm ba cút tế khô. Các bạn nhớ đón xem nha. Và video của Diệu đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.